Bạn tưởng tượng đi, không bạn cứ thử đi. Bạn đang học võ đúng không? Bạn tập tập võ đúng không? Bạn mở một bộ phim võ thuật, bạn xem xong phim võ thuật, bạn ra bạn tập võ, nó hăng hơn liền, nó hay hơn liền. Tập nó sao nhỉ? Ví dụ bạn coi phim Diệp Vấn đi, luyện luyện Mộc Nhân, đánh các thứ. Bạn coi Diệp Vấn xong, Diệp Vấn 1, Diệp Vấn 2, Diệp Vấn 3, Diệp Vấn 4 luôn. Coi hết bộ Diệp Vấn của Trung Tử Đơn đóng luôn, xong. Thế nào bạn ra bạn luyện luyện võ nó hay hơn nhiều. Nó có ý nghĩa hơn nhiều và bạn cảm thấy say mê hơn nhiều, đúng đắn. Các thứ làm như thật vậy. Đó, nói thật cho bạn, nó các bạn phải sống sống và có cái đam mê liên tục. Nếu đam mê bạn tắt coi như là bạn xong phim luôn. Game over. Hey, xin chào quý vị và các bạn, mình là Vinh Kung Fu. Mình lại trở lại với các bạn trong một chương trình giải đáp võ thuật. Hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn đó là các bạn hỏi là vậy thì chúng ta xem phim võ chúng ta có giỏi võ được hay không? Có bạn trẻ kia kêu là em thầy ơi, em xem phim võ thuật nhiều thôi, em mê võ lắm nhưng mà em chưa từng tập võ ở ngoài và em cũng biết đánh đấm vài thứ rồi, em xem em cũng bắt trước, vậy thì chúng ta có vậy thì có giỏi võ được hay không? Rồi nghe thì chắc nhiều người bảo là không, xem phim võ thì chỉ có ảo tưởng sức mạnh thôi đúng không, chỉ phim đặc biệt là phim Trung Quốc hay đánh phép thuật các thứ rồi ảo phép bốc phép giỏi bốc phép rồi chứ muốn giỏi võ thì bạn phải đi tập đúng không? Thì đương nhiên bạn có thể hiểu điều đó là rất là chuẩn rồi, nhưng vậy nhưng mà chúng ta xét thử một cái cách khách quan, vậy thì phim võ nó có giúp ích gì không? Thực ra đây mình kể câu chuyện của mình ha. Thực ra thì nói về phim võ thì mình bắt đầu với võ thuật mình cũng từ phim ảnh, tại vì bạn biết là khi mà chúng ta tập võ được, tập một buổi, tập hai buổi thì rất là dễ, ai có thể tập được. Nhưng để tập được nhiều năm, tập mà mãi, tập 10 năm, tập 20 năm, tập suốt một cuộc đời. Có nhiều các thầy lớn tuổi chúng ta tập suốt cuộc đời, tập cả 50 năm, 60 năm tập võ. Vậy thì để được đi một cái hành trình quá dài như thế thì chúng ta phải, đố bạn biết chúng ta cần phải cấy cái gì? Đó chính là cái đam mê. Bạn hiểu không? Muốn đi được xa như thế cần phải có cái sự đam mê. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đam mê được khi mà chúng ta không có nhìn thấy một cái gì nó hay? Ví dụ vậy, ví dụ như là bạn đam mê võ thuật mà bạn chưa đi tập võ thì bạn chẳng biết, bạn không xem phim, bạn không xem chương trình gì võ thuật. Vậy thì bạn tưởng tượng võ thuật nó giống như cái gì? Bạn không thể hình dung ra được võ thuật nó như thế nào, là nó làm sao. Đây mình ví dụ như bạn không chưa từng xem cái gì nhá. Bạn chưa từng thấy ai biểu diễn võ thuật thì làm sao bạn khơi gợi ra được cái niềm đam mê võ thuật được đúng không? Vậy thì nó phải qua phim ảnh. Khi mà bạn chưa đi học võ ngay từ bé thì bạn đi học võ giống như mình vậy, từ nhỏ mình coi phim võ thuật. Ngày xưa mình coi phim phim Hoàng Phi Hồng nè, phim Hoàng Phi Hồng mà có Lý Liên Kiệt đóng đó, hay là Triệu Văn Trác, mình đều coi hết cả bộ, mình coi đi coi lại ngay cả bây giờ mình còn coi nữa, coi từ ngày xưa. Nhưng mà một trong những cái phim đầu tiên mà gọi là cho mình cái niềm đam mê võ thuật rất là nhiều, mình coi mình thích lắm, cứ tua đi tua lại. Hồi xưa coi băng đĩa bạn, cái đĩa CD, đĩa DVD á, đó mở coi đã lắm. Hay là Múa Lân, Lân Sư Rồng cũng là trong phim Hoàng Phi Hồng. Ngày xưa Hoàng Phi Hồng có Múa Lân rồi đó, ngày xưa mình thích lắm coi phim và mình mê võ, mình mê đi mê lại, mê hoài mãi luôn, bởi vì từ cái phim đó. Cho nên mấy ông mà bảo coi phim là ảo tưởng, không có đâu. Từ cái đam mê đó, cái phim nó giúp cho mình gọi sao nhỉ, để mình hình dung ra được, mình hình dung ra được cái hình ảnh những cái đam mê của mình nó thể hiện ra như thế nào. Nó ví dụ như bay đá mặc dù mình biết là phim Trung Quốc, phim kiếm hiệp người ta hay cột dây để bay làm phép, nhưng mà thực ra ở ngoài đời á, cái đấy người ta làm vậy cho nó hay, nhưng mà nó dựa trên một số cái những cái điều căn bản, đòn căn bản vẫn có bình thường. Cho nên mấy ông bảo ảo là ảo mấy cái bay mà con người bình thường mình không làm được thôi, chứ thực ra những cái đòn đứng đánh tại chỗ, đánh hay là cầm cây đánh, các cầm côn, hay là ngày xưa mình coi phim Thiếu Lâm Tự đó, truyền thuyết Thiếu Lâm Tự hay là Thiếu Lâm Tự truyền kỳ đó, hoạt hình hay là phim đều coi hết, nói chung mê lắm võ mà đó. Mấy Thiếu Lâm Tự thì ông sư thì hay sử dụng côn, trường côn đánh đó, rất là hay. Nói chung là bạn mê võ thì một điều quan trọng, cực kỳ quan trọng, mình khuyên các bạn đó là bạn mê võ thì bạn phải xem phim võ thuật.
Bạn nhớ nhé, nhiều ông các bạn đừng có phân cái ranh giới ở đó ra. Bạn xem phim mục đích là gì? Không phải là bạn đánh y chang như phim, mà thực ra cái phim nó, cái phim hoặc là những cái clip võ thuật hay là những cái gọi là chương trình võ thuật biểu diễn hay này kia, nó sẽ giúp cho bạn có cái niềm đam mê nó được cháy lên, giống như là bạn châm dầu vào lửa. Cái câu này ngày bình thường chúng ta sử dụng cho cái nội dung là xấu đúng không? Ví dụ như là ai đang cãi nhau, chúng ta châm dầu vào lửa cho nó cháy to hơn. Nhưng mà trong võ thuật chúng ta cũng có thể sử dụng cái câu này, đó là chúng ta tiếp thêm năng lượng cho võ thuật. Rồi khi mà chúng ta mê rồi đúng không, thì chúng ta bắt đầu tập luyện nó sẽ hăng say hơn. Bạn tưởng tượng đi, không bạn cứ thử đi, bạn đang học võ đúng không, bạn tập võ đúng không, bạn mở một bộ phim võ thuật, bạn xem xong phim võ thuật, bạn ra bạn tập võ, nó hăng hơn liền, nó hay hơn liền. Tập nó là sao nhỉ, ví dụ bạn coi phim Diệp Vấn đi, luyện mộc nhân đánh các thứ, bạn coi Diệp Vấn xong, Diệp Vấn 1, Diệp Vấn 2, Diệp Vấn 3, Diệp Vấn 4 luôn. Coi hết bộ Diệp Vấn của Trung Tử Đơn đóng luôn xong. Thế nào bạn ra bạn luyện võ nó hay hơn nhiều, nó có ý nghĩa hơn nhiều và bạn cảm thấy say mê hơn nhiều, đúng đắn. Các thứ làm như thật vậy. Đó, nói thật cho bạn, nó các bạn phải sống và có cái đam mê liên tục. Nếu đam mê bạn tắt coi như là bạn xong phim luôn. Game over. Là bạn coi như là cái đam mê của bạn coi như mà mất đi là bạn không đi được nữa, giống như cái xe bạn hết xăng ấy. Đam mê là xăng ha, mà xe mà bạn hết xăng thì bạn không đi được nữa. Xăng cái cơ thể bạn là cái xe, còn đam mê là xăng đổ vào, cho nên khi mà xăng hết bạn phải liên tục châm thêm vào, bạn sẽ đi được xa và bạn sẽ làm được nhiều trò hay ho trong võ thuật hoặc là trong bất cứ cái ngành nghề gì khác bạn cũng thế. Cần phải có đam mê, bạn làm vì tiền không thì thôi trước sau bạn bỏ. Nói thật, cái gì phải là đam mê, có tiền vẫn làm ha, tôi đầy tiền mà tôi vẫn làm, ví dụ vậy. Đó là đam mê của bạn ha. Cho nên bạn nói về cái phim võ, bạn nên coi thật nhiều phim võ, miễn là bạn phải mê võ nha. Bạn mê võ, có cái gọi là cái hạt giống mê ở trong con người bạn, sau đó bạn xem phim, bạn làm cho hạt giống nó lớn lên và sau đó bạn đi học võ, bạn tập luyện thì nó sẽ hăng say và nó phát triển thành một cái cây lớn từ một hạt giống đó. Còn không, cái hạt giống bạn nó cứ ẩm ỉ trong người bạn, nhiều khi bạn chả biết là bạn có mê hay không nữa. Nha, cho nên bạn lưu ý là bạn nên xem nhiều clip võ thuật, nhiều phim võ thuật để cái niềm đam mê của bạn nó lớn lên, sau đó bạn sẽ dùng cái đam mê đó bạn phát triển ra ngoài, bạn tập luyện hăng say hơn, nhiệt tình hơn, đạt kết quả tốt hơn ha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye. Bạn vừa xem xong chương trình, để xem các tập khác vui lòng bấm vào biểu tượng video trên màn hình. Xin cảm ơn.